Sáng ngày 26 tháng 10, một nam thanh niên lái xe máy mang biển số tỉnh Tiền Giang chở theo 4 con chó đều không đeo dọ mõm trên đường liên khu 8-9, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, một bạn đọc bày tỏ lo lắng sự việc trên có thể tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người lái xe và người khác đi trên đường. Bạn đọc nêu ý kiến, người này lái xe chở đến 4 con chó lớn đều không đeo dọ mõm có thể gây mất an toàn cho cả người lái xe và người khác đi trên đường. Nếu như bất ngờ chó nhảy xuống đường thì không biết chuyện gì xảy ra. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết các hành vi bị nghiêm cấm đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy được quy định tại khoản 3 điều 30 luật giao thông đường bộ 2008, trong đó có cấm sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh, hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông. Theo luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, việc chở chó, nhiều con to lớn trên xe máy có thể xem là chở vật cồng kềnh. Đồng thời hành vi này cũng có nguy cơ gây mất an toàn giao thông vì chó là động vật rất hiếu động, có thể bất ngờ nhảy xuống không kiểm soát được có thể dẫn đến gây tai nạn giao thông. Căn cứ điểm K khoản 3 điều 6 Nghị định 100 năm 2019 Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung bởi điểm A, điểm B khoản 4 điều 2 Nghị định 123 năm 2021 Nghị định Chính phủ quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thì người đi xe máy chở hàng cồng kềnh vượt quá giới hạn quy định thì bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng. Nếu gây tai nạn thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Ngoài ra, hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng còn có thể bị xử phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng theo Điều 7 Nghị định 90 năm 2017 Nghị định Chính phủ được sửa đổi. Bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 04 năm 2020 Nghị định Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn.